Bạn là người tự tin, năng động, muốn thể hiện mình, hãy tham gia cuộc thi Hãy Hát Lên do Jet Studio và chuyên trang giải trí 2 sao của báo Vietnamnet tổ chức. Cuộc thi được tài trợ bởi chuỗi cửa hàng Yogaspace và sự đồng hành của K&K Fashion và trung tâm Anh ngữ eQuest. Hãy tham gia bình chọn cho các thí sinh tại website haihatlen.2sao.vn và tổng đài tin nhắn 6324 để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn. Mỗi tuần sẽ có một phần quà là một voucher thu âm trị giá 500.000 đồng tại Jet Studio và một phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng tại K&K Fashion. Trong tuần vừa qua, cuộc thi Hãy Hát Lên đã nhận được hơn 3.000 lượt bình chọn từ các khán giả. Theo kết quả bình chọn trên website haihatlen.2sao.vn và hệ thống tin nhắn 6324, người chiến thắng tuần thứ 3 là bạn Nguyễn Hoàng Phượng Linh với tổng số điểm tuyệt đối 12 trên cả hai hệ thống. Danh sách các thí sinh tham gia tuần thứ 4 cuộc thi Hãy Hát Lên gồm có mã số 019 Nguyễn Thu Hoa với ca khúc Ngày Mai Anh Rời Xa. Mã số 020, cô ca sĩ tự do Hà Minh Nguyệt với bài hát dự thi Sáng Chủ Nhật Dịu Dàng. Và nắng buông rơi trên vai gầy và nắng hát lên vì hôm nay mây trôi rất nhẹ. Làn gió tung tăng như cùng hát với tôi dành những khúc hát cho em. Hát cho em những vui buồn, hát cho em những dịu dàng, hát cho em vì anh luôn mong có em bên mình. Sáng hôm nay rất trong lành, trái tim anh đã sao động, sáng Chủ Nhật tặng em. Mã số 022, Võ Thị Phương Thảo, Dai Dứt với ca khúc Xin Hãy Thứ Tha. Sorry người, hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng, qua mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thua nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Mã số 023, Nguyễn Thị Minh Thư, sinh viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Lòng vẫn u hoài, thấy chuyện tình đổi thay, đời ai biết được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ. Mã số 024, Nguyễn Thùy Vân, ca khúc dự thi Con Yêu Mẹ. Thì mẹ luôn sát bên, những năm tháng tao tần nuôi nấng con nên người, trọn đời con sẽ mãi không quên. Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi, con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ, con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẽ chia. Con yêu mẹ nhiều lắm. Hãy nhắn tin bình chọn cho các thí sinh mà mình yêu thích với cú pháp HHL, khoảng cách X, khoảng cách Y và gửi về 6324. Trong đó, X là mã số thí sinh, Y là số người bình chọn giống như bạn. Ví dụ, để bình chọn cho thí sinh Nguyễn Kim Trọng với mã số 001 và dự đoán có 1.000 người bình chọn giống như bạn, hãy soạn tin HHL, khoảng cách 001, khoảng cách 1.000, gửi về 6324. Mỗi tuần sẽ có một phần quà là một voucher thu âm trị giá 500.000 đồng tại Jet Studio và một phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng tại K&K Fashion dành cho khán giả may mắn nhất. Hãy tiếp tục trở thành thí sinh của cuộc thi Hãy Hát Lên để có cơ hội trở thành ca sĩ trong đêm nhạc hoành tráng và nhận những phần thưởng hấp dẫn.
voucher sử dụng sản phẩm tại chuỗi cửa hàng Yogesbay, khóa học Anh văn tại trung tâm Anh ngữ eQuest, phiếu thu âm trị giá 1 triệu đồng tại Set Studio. Bài dự thi bao gồm một file ghi âm bài hát, một file ảnh chân dung và các thông tin cá nhân của bạn và gửi về Set Studio 688 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh hoặc email hahatlen@zstudio.com.vn. Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2012. Ngoài ra, để hỗ trợ cho các bạn đam mê ca hát, ban tổ chức sẽ dành tặng các phiếu thu âm trị giá 100.000 đồng cho các bạn đăng ký tham gia cuộc thi. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0126 27 21 303 hay website hahatlen.2sao.vn.